Xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi đang mua một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G. Chiếc xe được sản xuất năm 2015. Quý vị và bạn nhé, tôi đang quay tại nhà chủ xe đây ạ. Ngay lúc mua đây ạ. Đấy, đây thưa với quý bạn nhé. Phiên bản G nhé, rất mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Giờ tôi sẽ bước vào, tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị bạn xem về cái đồng hồ của chiếc xe. Năm 2015 và đồng hồ lăn bánh là đúng 5.9 km quý bạn nhé. Đấy, lăn bánh 5.9 km. Và cái đồng hồ này là đồng hồ chuẩn. Tôi quay tại nhà chủ xe đây để cho quý vị các bạn thấy được nó là cái đồng hồ thật nhé. Tên tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu luôn quý vị bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này thì tôi cũng đã mua xong rồi các bạn nhé. Bây giờ là chủ xe đang dọn đồ ra để bàn giao chiếc xe này lại cho tôi các bạn nhé. Đấy, chủ xe đang dọn đồ ra đây này. Rất là mới, rất là đẹp các bạn nhé. Không phải sơn tí nào luôn. Chiếc xe này tôi chỉ về đánh bóng là tôi quay cho quý vị bạn xem nhé. Đấy, và bây giờ thì cũng đã xong rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị chuyển chiếc xe này về cửa hàng chúng tôi đây ạ. Quý vị và các bạn hãy chờ tôi nhé, chờ video full hình nhé. Quý vị và các bạn hãy chờ tôi sẽ dọn dẹp rửa sạch sẽ chiếc xe này đi. Tôi sẽ làm video clip lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Anh cứ chạy về luôn. Thank you.